1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok chưa? Chiếc tivi này nháy 6 nháy đèn đỏ. Để mở một chiếc màn hình của chiếc tivi này ra thì quý vị các bạn nhìn ạ, bốn xung quanh nó sẽ có những cái chữ ốc như thế này. Đây. Đấy, các bạn sẽ mở hết ra của mình. Khi các bạn mở ốc ra xong thì các bạn chỉ cần kéo ngang, kéo như thế này là ngay lập tức này, các bạn xem những cái khung viền này nó sẽ bật ra ngay. Và các bạn sẽ để gọn vào. Muốn mở màn hình bất kỳ một chiếc tivi nào thì quý vị các bạn cũng phải ngửa mặt tivi này lên như thế này. Đúng không ạ? Tôi chỉ cần tôi lấy tay tôi kéo ra đây này, là ngay lập tức thì tôi đã sẽ mở được. Đấy. Cái thao tác mở màn hình rất đơn giản. Các bạn sẽ nhấc ngược màn hình lên như thế này. Và các bạn sẽ để màn hình ra ngoài. Và quý vị và các bạn xem, đây là một bộ nét của tivi. Cái bộ nét này của tivi nó già, chính vì vậy mà nó ngắt. Đấy. Lúc này thì tôi sẽ có một cái bộ nét mới như thế này. Đấy. Thì khi mà các bạn là xem video tôi làm thì các bạn hỏi mình rằng thế thì cái bộ nét này mua ở đâu? Vâng. Bên mình luôn phân phối những bộ nét này cho mọi người. Đây, các bạn sẽ dùng tô vít hai cạnh và các bạn sẽ kéo bộ nét hỏng này ra. Các bạn sẽ bỏ bộ nét này đi. Đây, kéo bộ nét này ra. Sau khi quý vị các bạn đã tháo những bộ nét hỏng này ra, đây, thì các bạn để ra ngoài. Và lúc này thì tôi sẽ bắt đầu thay bộ nét mới. Thì cái bộ nét mà mình gửi cho quý vị và các bạn ấy thì nó đã có cái lớp keo dính băng dính hai mặt đằng sau rồi. Thì các bạn sẽ lột cái băng dính hai mặt này ra của mình như này. Đấy. Và các bạn sẽ dán cho mình cái bộ nét zin theo máy. Đây. Các bạn sẽ dán. Các bạn xem. Sau khi mình đã dán cái thanh nét này đúng vào cái vị trí của nó rồi thì việc còn lại thì cắm trả cái rắc này. Nét zin chứ mà vậy mà các bạn chỉ cần cắm trả cái rắc này. Rất đơn giản ạ. Đấy, có hai rắc hai bên. Và đấy, bộ nét đã được nằm sẵn ở trong cái máng nét của nó. Đây, máng nét. Đấy. Đầu tiên thì tôi sẽ lắp trả cái tấm thắt sáng cuối cùng. Đấy, quý vị và các bạn lắp trả của mình nhé. Đây. Và các bạn lưu ý của mình với cái màn hình nhé. Khi các bạn mở ra thì cái màn hình nó nằm ở trong cái xương. Đấy, cái xương viền như này. Trong cái khung của nó. Khi mà tôi đã kiểm tra bốn góc như này rồi, tôi thấy là ok rồi thì tôi sẽ lắp trả những cái xương đây, ví dụ cái khung trên này, khung trên này tôi sẽ lắp vào. Tôi ấn mạnh tay vào một chút thì nó cũng sẽ vào ngay và không bao giờ bị sợ bị vỡ màn hình. Đây, đây là rất là ok. Các bạn sẽ úp màn hình xuống như này. Đây các bạn xem, khi mà mình lắp xương vào thì nó sẽ những cái ốc như này. Thì các bạn bắt trả những cái vít vào đúng vị trí của nó nhé. Và quý vị và các bạn xem, sau khi mà mình đã lắp trả từ chân này. Đấy, những chiếc vít này, vít ở vị trí nào thì mình lắp đúng vị trí đấy. Đấy. Và khu vực mắt nhận này, rồi loa này, đúng không ạ? Đấy. Và tôi hướng dẫn các bạn thay một nét mới thì các bạn thấy là cái điều tuyệt vời là chỗ nào mình đã chuẩn đoán đúng bệnh. Các bạn xem ạ, tôi sẽ vào thử ứng dụng này. Đấy, thì các bạn xem nó hiển thị rất là ok rồi. Lúc vừa rồi thì bên đây nó bị tối, một vẹt bị tối như này, đúng không ạ? Và nó ngắt. Đấy. Và tôi sẽ vào cái chế độ test bằng cách là kiểm tra khung ảnh này. Đấy. Thì các bạn xem tiếng và hình đều rõ nét. Vậy là tôi đã chuẩn đoán đúng bệnh và tôi đã thay thành công một nét mới cho chiếc TV này. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.